dung dịch vệ sinh phụ nữ Hiori Nutrima Russia giúp chăm sóc vùng kính hiệu quả hàng ngày, đặc biệt trong thời kỳ nhạy cảm, khí hư, huyết trắng và trong thời kỳ hậu sản. Làm sạch nhẹ nhàng vùng kính sau mỗi cuộc yêu, giúp bạn thêm tự tin thoải mái, bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng làn da vùng kính khỏe mạnh và xe kích để giảm thiểu các vấn đề nấm, ngứa vùng kính, giúp cân bằng môi trường pH chuẩn với hương thơm quyến rũ. Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm nhái, giả mạo thương hiệu Hiori Nutrima. Người tiêu dùng hãy lựa chọn đúng sản phẩm công ty. Trên mỗi hộp sản phẩm đều có dán mã cào chống giả tuyệt đối, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách tốt nhất có thể. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Hiori Nutrima Russia với 3 phiên bản. Hộp màu cam, chuyên dùng cho xe kích, chống khô, ngăn ngừa viêm nhiễm. Hộp màu xanh dương, chuyên dùng cho ngứa rát, khí hư. Hộp màu hồng chuyên dùng cho viêm nhiễm thể nhẹ, làm hồng cô bé,